Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của T-Mobile. Năm 2017 là một năm đánh dấu rất nhiều sự thay đổi về cái chuẩn mực của màn hình. Ví dụ như chúng ta có cái sự thay đổi về tỷ lệ màn hình 16:9 sang thành là tỷ lệ 18:9 trên các mẫu flagship. Cùng với đó là chúng ta cũng sẽ có luôn các cái đường LED bo cong rất là đẹp ở trên màn hình của những chiếc LG G6 hay là Samsung Galaxy S8, S8 Plus. Đến nay Samsung Galaxy Note 8 cũng có. Và các bạn sẽ biết là trên những cái chiếc máy tầm trung hay là những chiếc máy flagship năm ngoái chúng ta sẽ không có những cái đường LED bo cong như thế này. Vậy nên trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cho chúng ta có được những cái đường nét bo cong trên góc màn hình. Tất nhiên là màn hình 16:9 thì không thể nào mà biến được thành 18:9 rồi, nhưng mà cái góc màn hình đang vuông thì có thể bẻ cong được nó. Nói chung là thẳng bẻ cong dễ lắm. Rồi ok, chúng ta cùng đi vào video này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải về cho mình cái ứng dụng đó là Rounded Corner. Và cái ứng dụng này các bạn có thể hoàn toàn tải miễn phí từ CS Play. Và sau khi tải về rồi thì các bạn sẽ bật lên cho mình. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc bật tắt cái ứng dụng này, các bạn sẽ bật lên cho mình này. Sau khi bật lên rồi thì các bạn sẽ thấy lập tức là cái màn hình của mình nó đã được bo cong hoàn toàn. Bốn góc này đã được làm bo cong, nhìn rất là mềm mại, không có điểm gợn nào hết. Về cái bên dưới này chúng ta sẽ có một cái mục đó là hiển thị kích thước. Các bạn sẽ kéo cái thanh này cho đến khi nào các bạn cảm thấy hài lòng về cái độ cong của cái màn hình. Ví dụ như là mình sẽ kéo cho nó đến vừa khít với cái đồng hồ này, đó là vào khoảng 55 độ. Nhưng mà với những chiếc máy khác, ví dụ như màn hình to hơn hay là cái đồng hồ nó nằm thụt hơn một chút, thì các bạn sẽ có thể kéo đến nó vào khoảng tầm 80 cho đến 100, tùy theo nó không bị chèm vào cái đồng hồ là được. Và lui xuống bên dưới này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thêm một cái mục đó là Style. Các bạn sẽ vào đây và chọn cho mình những khung, thay vì là chúng ta sẽ để những góc bo tròn như này thì các bạn sẽ để được các khung. Ví dụ như ở đây mình có con chim, con bướm, các bạn sẽ chọn ở đó. Sau đó các bạn sẽ bấm vào OK cho mình. Nó sẽ chuyển các bạn sang một cái tab của Google Play. Và các cái khung này sẽ có mức giá vào khoảng là 30.000 đồng. Tùy theo từng khung thì sẽ có từng mức giá khác nhau, nhưng mà hình như mình thấy là nó sẽ chỉ có mức giá là 30.000 mà thôi. Đồng giá hết. Ví dụ như là 30.000 một khung. Thế nhưng mà mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn đường bo cong thôi, tại vì mình không có nhiều tiền để mua. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một ô đó là Opacity. Với cái thanh Opacity này các bạn có thể có khả năng là làm trong suốt cái góc này. Ví dụ như các bạn để mặc để ở không thì nó sẽ là cái đường nét bo cong hình đen xì. Các bạn sẽ kéo lên một chút thì nó sẽ mờ đi một chút, và kéo lên một chút nữa thì nó cũng sẽ mờ đi một chút nữa. Nói chung là mình sẽ thích để không hơn, tại vì nó sẽ đen và đồng bộ hết tất cả với phần trên của màn hình này. Bên dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm một ô tùy chỉnh màu. Ví dụ như máy của các bạn màn hình trên cái nền này màu vàng thì bắt buộc là các bạn sẽ không thể để màu đen được, các bạn sẽ chuyển sang màu vàng như mình. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo cái thanh này chỉnh cho bao giờ là cái màu vàng hay là màu xanh nó đồng bộ với cái màu của màn hình của các bạn thì ok. Của mình là màu đen nên khá là dễ rồi, mình chỉ cần kéo về màu đen thế là xong. Tiếp theo dưới này thì chúng ta sẽ có một cái ô tức là sâu hơn một chút về các cái đường bo cong như thế này. Ví dụ như là các bạn sẽ muốn là chỉ bo cong hai cái phần bên trên của cái thanh Status Bar mà thôi, thì các bạn sẽ tắt cho mình hai cái phần bên dưới, ví dụ ở đây và ở đây, thì nó sẽ bỏ trống lại cái phần bên dưới của các bạn, là chúng ta sẽ quay lại với cái hình vuông ban đầu. Và nếu như các bạn muốn là nó bo cong thêm thì các bạn sẽ bật lên đó, thì các bạn sẽ thấy là bốn góc màn hình mình sẽ được bo cong. Đây là biểu tượng cho tùy từng góc nha các bạn. Và dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một số tùy chỉnh khác, ví dụ như hiển thị trên thanh trạng thái. Khi mà chúng ta tắt cái hiển thị trên thanh trạng thái này đi thì lập tức là cái thanh trạng thái chúng ta sẽ không bị bo cong, và nó sẽ chỉ bo cong cái phần hiển thị ở phía bên dưới mà thôi. Nhưng mà như cái sở thích của mình thì mình sẽ bo cong cả thanh trạng thái, bởi vì nhìn như vậy thì nó sẽ đẹp và hài hòa hơn so với việc là các bạn sẽ chỉ bo cong ở bên dưới, nó sẽ nhìn khá là vô duyên. Bên dưới này chúng ta sẽ có tùy chỉnh về hiện nhanh trên thanh thông báo. Ví dụ khi các bạn bật lên thì trong thanh thông báo chúng ta sẽ hiện ra một cái biểu tượng, một cái thông báo đó là Rounded Corner đang sử dụng cái dây thắt width. Và cái này nhìn nó khá là rối mắt, thế nên mình sẽ tùy chọn là tắt nó đi. Bên dưới này chúng ta sẽ bật thêm cái tự động khởi chạy. Ví dụ như khi các bạn reset máy, restart máy, hay là các bạn có tắt máy đi bật máy lên lại thì nó sẽ lập tức là chạy luôn, không cần phải kích hoạt lại. Bên dưới này chúng ta sẽ có thêm cái phần đó là về thông báo cho cái ứng dụng này. Cái này cũng khá là dễ hiểu, như trên các thiết bị Samsung Galaxy Note 8 các bạn sẽ thấy là khi có người gọi đến mà các bạn úp mặt máy xuống thì nó sẽ có những cái đường màu sắc chạy xung quanh vào màn hình, nhìn khá là đẹp mắt. Thì cái ứng dụng này cũng mang lại cho chúng ta khả năng tương tự như vậy, nhưng mà với cái ứng dụng Lightning S này thì các bạn sẽ phải mua nó với mức giá là khoảng 20.000. Với cái đánh giá và cảm nhận của mình thì các bạn bỏ ra 20.000 để mua được cái tính năng này cũng khá là đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì khi mà các bạn có úp mặt xuống thì các bạn vẫn biết là đang có người gọi tới, bởi
nhờ những cái đường sóng 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 các bạn có để im lặng đi nữa, các bạn cũng biết nhìn nó khá là dễ dàng, khá là nổi bật. Và đây thì chúng ta sẽ có cái S-size, độ lớn hay nhỏ của cái dải màu chạy xung quanh màn hình như thế này. Và đây sẽ là animation. Thì cái thanh này sẽ mang lại cho chúng ta khả năng tùy chỉnh được cái độ chạy nhanh hay chậm của cái dải màu này, nhìn khá là đẹp. Và bên dưới này sẽ là S-style, thì các bạn sẽ tùy theo sở thích của các bạn. Ví dụ như mình để flat thì nó sẽ phối hợp các cái màu chạy viền xung quanh, hay là các bạn để cái pinking S thì nó sẽ nhấp nháy đó. Các bạn sẽ thấy tùy theo sở thích của từng người thôi. Và đó là video mình muốn chia sẻ đến các bạn, ứng dụng có thể mang lại cho chúng ta khả năng tùy biến về các góc màn hình bo tròn, hay là khả năng nó có thể là xoay tròn các LED thông báo cảnh báo ở xung quanh màn hình như thế này. Các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè để cho các bạn của các bạn cùng biến thành công, chứ không đơn thuần là thẳng nữa. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video sau.